con này là hai con cái gì nai đó. Hai giống hai con gấu đó. Rồi baby yellow hai con đó, các em cứ xếp nhưng con giống nhau nhá, giống nhau về một phía là nó sẽ tự động nhảy đi chỗ khác. Rồi đấy, thấy chưa? Rồi những con vật rất là yêu thích nha. Rồi chúng ta hoàn thành level đầu tiên. Rồi level tiếp theo. Con gì kìa? Ê, con sắt, con gì? Con cá hả? Nhiều con nhìn con mắt, nhiều con mắt tơ, phải con nhìn sợ đấy, toàn những con dễ thương ấy chứ. Đấy, nó baby hơn cả, chứ nó không to khổng lồ mà nhỉ. Đứng xa xa kia lại có con Husky Fluffy nữa kìa. Ôi nhìn sợ thế. Đấy, chim bay rồi, Husky Fluffy giống nhau rồi. Bay rồi, xong luôn. Đó. Em cứ xếp gần, xếp gần, xếp gần, chúng ta sẽ được xếp xong hoàn thành nhá. Đó, xuất hiện rất là nhiều con vật dễ thương. À, nhưng mà yêu thích kìa, mà mì lòng mép đấy kìa. Rồi, chỉ gấu bông thì chỉ giống như kiểu trong trong chuyện cổ tích ấy. Rồi baby yellow, ui mà này sao khó đấy. Baby yellow của cái game mình ngầu nhỉ, tự nhiên có mái tóc tròn tròn ở trên thì bất cười quá. Rồi đó, chúng ta cứ gỡ dần dần là sẽ ra nha. Rồi, cái game này là game ghép nhân vật giống nhau nha các em. Anh có để link tải video game này ở dưới phần mô tả đó các em nhớ. Nhớ tải để coi nha. Chơi nha, cái này nó rất chơi vui lắm. Đó, anh mới thấy nó quảng cáo thì anh tải về anh chơi thử. Thì chơi vui vui anh làm cho các em coi luôn. Đó, nhiều nhân vật mình yêu thích lâu nay, hôm nay được tổng hợp trong một bộ game này thì thực sự là quá là hoàn hảo luôn ha. Đấy, toàn nhân vật yêu thích. Nhưng mà nó từ game này thì nó hơi ít cái level chơi, cũng chỉ lặp đi lặp lại cái level gần như là giống nhau thôi. Thì ta chơi một chút cũng sự cũng thoải mái rồi. Đó. Nó không mở khóa được nhiều nhân vật to lớn hay là mạnh mẽ như các cái game khác. Nhưng mà nó vui nhộn. Rồi, chúng ta hoàn thành level nha. Tiếp theo, sắp xếp càng ngày càng khó kìa. Đấy, các nhân vật chúng ta phải đi rất nhiều lần thì mới hoàn thành được cái level này. Cấp độ càng ngày càng tăng đúng không? Đã bốn con giống nhau. Ok cực kỳ, baby long lên. Rồi búp bê, baby yellow, rồi con cáo. Rồi ok. Hay quá. Đó, chúng ta cứ làm dần. Wow, cái level được khó quá, nhiều quá. Làm sao đây? À, baby yellow, rồi con gấu đúng rồi. Rồi Husky Fluffy, rồi gỡ được baby yellow. Đầu tiên gỡ baby yellow nha. Bây giờ làm sao đây? Rồi mấy con gấu, đúng rồi. Cho Husky Fluffy lên, cho Husky Fluffy xanh lên. Lên cao á, xuống dưới cũng được. Bye bye đàn chim, rồi Husky Fluffy, rồi baby yellow, rồi con chim. Rồi tiếp tục con cáo, ok. Hoàn thành level. Ê, con gì kia? Các em nhớ đăng ký ủng hộ các anh Mơ Game nha. Trong game này thì các em thích nhân vật nào nhất nhỉ? Anh thích anh Baby Yellow rồi đó. Tại vì anh nói nhìn cái game này anh ấy có cái quả tóc hơi bị dễ thương. Nó tròn tròn ở trên nên nhìn nên thích nha sao. Đó, nó không quái gì như các game kia. Cái mặt đầu anh chọc lóc, cái mắt anh to hơn rồi. Nó đen thâm thâm nhìn ghê quá. Wow, cái mà này, cái game này là có thêm cả robot kìa các em. Robot màu xanh ấy. Nhìn hay nhờ. Ngoài những nhân vật yêu thích thì lại có thêm một mấy chú robot nữa nên nhìn rất là cưng luôn. Rồi tạm biệt mấy chú gấu. Rồi tiếp theo là
mấy chú gì đây? Robot, bye bye. Rồi sao luôn, em vừa hoàn thành. Theo này dễ quá hả? Đó, nhiều, càng ngày càng tăng luôn, càng ngày càng nhiều linh vật luôn. Ui dồi, nhiều thế. Mấy chục con luôn, toàn nhân vật yêu thích. Kể mà mình có bộ sưu tập những nhân vật này nhìn thì dễ thương quá ha. Ê, các em nào sưu tập được các nhân vật này chưa? Đó, các em sưu tập được bao nhiêu con rồi thì comment cho anh Mơ Game biết nha. Ví dụ như là em đang có 2 con Kissy Missy nè, hoặc là 3 con Mami Long Leg nè, hoặc là 1 con Baby Zero nè. Đó, ở ngoài người ta bán nhiều đồ chơi lắm. Các em bảo ba mẹ mua về chơi rồi cất đi làm bộ sưu tập cũng được. Ê. Đó, các em thích con nào thì comment nha, bình luận nha. Ai lại thích con Baby Zero ấy, chắc mày đi kiếm con Baby Zero về mua về chơi quá. Mà không biết có ai bán không cha, tại vì cái con này anh thấy ngoài thị trường ít quá. Các cô chú không có làm mấy con đó, con nó nhìn sợ quá sao. Chỉ làm mấy con Rocky Cookie với là Mami Long Legs đúng không? Ai thấy ở ngoài đi ra đường hay là vào mấy cửa hàng đồ chơi á, họ bán nhiều cái con Mami Long Legs lắm. Đây còn Rocky Cookie á, bán rất là nhiều luôn nha. Đó, chứ còn mấy cái con Baby Zero anh thấy là hầu như là không có. Tại vì chắc là ba mẹ các em sợ mua về các em nhìn đang ngủ mà nhìn đến đó chắc giật mình luôn. Nhìn hết hồn luôn đi. À, nhiều quá, khó quá. Giờ làm sao đây? Em nhớ được chưa? Game này ở trong ấy nha, trong Android nha, trong iOS, iPhone thì anh chưa biết là nó có chưa. Nhưng mà trên Samsung hoặc điện thoại Android là mình tải được nha. À, chơi khá là vui nhộn, nó có nhạc kêu nghe hay. À, mình cứ kết hợp với cái con giống nhau thôi là mình sẽ hoàn thành rồi. Càng ngày nó sẽ tăng cái nó mức độ khó lên nên là mình chơi sẽ không bị nhàm chán. Đó, cứ xếp nữa. Sau đó kết hợp lại. Ok. Đó, cứ hoàn thành level dần dần là sẽ nâng cấp nha. Nó nâng cấp được nhiều cái tốc độ khó lên thì lúc đó mình sẽ chơi lâu hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Nhìn mấy con Rocky Cookie ở đây nhìn chân thì cắt tít nha các em. Cái đầu cái bò ở chân cắt tít. Đó, bay con Mami Long Legs cái này dễ thương, nhìn rất là cưng luôn á. Ở ngoài mà bán là mấy con này mua chơi sướng luôn, mua ôm ngủ luôn đi. Có em nào có con lô bông bằng Mami Long Legs chưa? Đó, thế nào chưa? Ok. Rồi chúng ta chiến thắng tiếp theo trận đấu cuối cùng. Các em nhớ đăng ký ủng hộ anh nha. Bấm vào nút đăng ký này, rồi mình bấm vào cái chuông á, để khi nào anh có video mới là mình sẽ thông báo cho các em lên coi nha. Và nếu mà yêu thích nữa thì các em hãy chia sẻ video này lên Facebook chẳng hạn, hay là Zalo gì đó, gửi cho bạn bè coi các anh nha. Rồi, chào tạm biệt các em nha. Bye bye. Hẹn gặp lại.